Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công Thương cho biết năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành và sự chủ động của doanh nghiệp, ngành công thương 28 tỉnh phía Bắc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức, cần sự liên kết hợp tác để cùng phát triển. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp 28 tỉnh thành phía Bắc đã đạt 3.397.000 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực này ước đạt khoảng 1.772.000 tỷ đồng, tăng 18%, kim ngạch xuất khẩu tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2017. Thương mại nội địa nhìn chung ổn định, hàng hóa phong phú đa dạng, cung cầu được đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định ở phần lớn các nhóm hàng. Nhiều tỉnh thành trong khu vực tuy còn khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Thì 6 tháng đầu năm là chúng tôi cũng đảm bảo được giá trị 497 tỷ so với kế hoạch là đạt 52% so với kế hoạch đã đề ra và nó tăng là được 5,89%. Đối với Bắc Cạn thì chúng tôi còn phải tạo kiện và tháo gỡ cũng như động viên đối các doanh nghiệp đang dừng sản xuất để tái cơ cấu đưa vào sản xuất để làm sao mà nâng cao góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm 2018. Năm 2018, ngành công thương các tỉnh phía Bắc đặt kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.876.000 tỷ đồng, tăng 14,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.591.000 tỷ đồng, tăng 10,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 119 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 110 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với năm 2017, v.v. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Liên kết hợp tác cùng phát triển chính là chủ đề, là kế hoạch thực hiện của Hội nghị Công thương khu vực phía Bắc lần thứ 5. Tại đây, các đại biểu đã cùng bàn thảo, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động công thương trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm như đề xuất xem xét, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của luật khoáng sản, hóa chất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp nông thôn phục vụ du lịch, đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương, hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, v.v. Thì cái chuyện xúc tiến thương mại mà thành lập một cái đơn vị trực thuộc thành phố, trực thuộc tỉnh ấy, là cần phải có một đúc rút kinh nghiệm, bởi vì tỷ lệ các cái tỉnh mà thành lập ấy là chưa qua bàn, các tỉnh thành lập sau lại tách ra là cái chuyện ấy là có thật. Cho nên rất mong các đồng chí lãnh đạo ở bộ nên nghiên cứu vấn đề này, mà nghiên cứu thì chúng ta phải có cái văn bản thể hiện cái quan điểm rõ ràng của bộ là vấn đề mà thành lập cái trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư du lịch của các tỉnh thành phố, cái được và cái không được phân tích dựa trên căn cứ khoa học để mà chúng ta làm. Thế là các em muốn là có những liên kết vùng để tạo thành cái cầu nối. Các ông chí biết Vân Nam Trung Quốc là một cái tỉnh mà nó rất lớn, cho nên là nó rất cần không có biển, nó rất cần đi qua Lào Cai và đi xuống phía dưới này của chúng ta cửa biển. Thì nói là hợp tác hai bên thì có cái sự quan hệ tới đây cũng liên quan đến thì Bộ Công Thương sẽ cố gắng sớm có cái khung hợp tác để chúng tôi bám vào cái đó để chúng tôi có thể là chủ động. Ví dụ như cái hệ thống logistics, vân vân các thứ liên quan trong hợp tác này. Đánh giá hoạt động công thương 28 tỉnh phía Bắc, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công thương khu vực thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp còn chậm và chưa bền vững, chưa tham gia được nhiều vào chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tiến độ đầu tư vào các cụm công nghiệp của một số tỉnh, thành phố còn chậm, thu hút đầu tư mới còn khó khăn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng không cao, cung cầu hàng hóa thiếu tính bền vững, vân vân. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Bộ Công Thương đề nghị chúng ta có cục xúc tiến thương mại này, chúng ta có các cái cục công nghiệp này, cục công thương địa phương thì chúng ta phải tổ chức nhiều những cái diễn đàn hơn nữa để cho các doanh nghiệp lớn họ và các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam trong những nội địa họ tiếp xúc với nhau. Chúng ta trong lựa chọn cái việc xúc tiến đầu tư ấy, thì một số chỗ, một số nơi hoặc thậm chí tất cả nơi chúng ta phải có cái tiêu chí đặt ra rất là nghiêm về mặt công nghệ, cơ chế đầu tư và quản lý cái hạ tầng thương mại nông thôn. Tôi rất là quan tâm cái chuyện, tôi cứ nói phát triển hạ tầng thương mại nông thôn, bản chất là cái chợ thôi. Và ngay cái chợ đấy lại phải tiếp tục quản lý là bán cái gì, bán cái gì, cái hàng có đủ tiêu chuẩn không, là trách nhiệm của mình.
thể hiện tinh thần quyết tâm trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, giữ vững tinh thần liên kết, hợp tác để cùng phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương sẽ là giải pháp phát triển nhanh và bền vững của ngành công thương các tỉnh khu vực phía Bắc.